Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ kinh nghiệm phân biệt dòng S2i9001 quốc tế và S2i9001G. Dòng này đều là quốc tế cho nên cái phiên bản này nó có thiết kế giống nhau, 4 chỗ cắm pin ở phía bên phải, khe cắm thẻ nhớ nằm phía bên trái. Các bạn nhớ điều này rất quan trọng. Hiện nay thì một số dòng quốc tế được độ lên, bên trong là thân máy, bên trong là dòng máy Hàn Quốc và bên ngoài là vỏ của máy quốc tế, và phần vỏ nó to hơn một chút xíu. Khi các bạn sử dụng ốp lưng các bạn mới phân biệt được là nó khớp hay không, hay là nó chặt. Và cái dòng Hàn Quốc được độ lên thì bốn chỗ cabin nó nằm phía bên trái, khe cắm thẻ nhớ nằm ở dưới khe sim, và ốc nó làm lại được rất là mới, và không biết bên trong linh kiện tốt hay xấu. Cho nên các bạn mua hàng nhớ là, một là mua thẳng hàng Hàn Quốc có anten luôn, hai là bạn mua quốc tế giống như máy mình đây. Mình đang cầm máy Y911 Việt Nam vẫn còn tem Samsung original. Máy mình đang chạy phiên bản Stockholm 4.1.2 và đang chạy cái kernel là của Sia, nên có biểu tượng thế này đây. Cái kernel này giúp máy làm tiết kiệm pin và chạy rất là nhanh, không hề nóng máy. Đây, 4.1.2. Và khi test máy, tất cả các máy Hàn Quốc úp ROM của Y911 lên thì đều ra thông tin như là của Y911, nên các bạn được kiểm tra trong đây thì tham khảo thôi, kiểu tham khảo phiên bản thôi. Hãy khi kiểm tra máy thì bắt người bán trở về tóc ROM để bạn kiểm tra có nhiều chức năng hay. Để phân biệt, ở đây mình cầm một phần mềm là ứng dụng là GNGWay, dùng để xóa cái bỏ tam giác vàng khi các bạn khởi động máy úp ROM lên, nó báo cao thơ tăng lên. Cái ứng dụng này rất là hay, cái phần QR status á để nhìn cái device rất chính xác. Nếu mà máy Hàn Quốc sẽ đề là M250S, còn quốc tế sẽ là Y911 hoặc là Y911G. Cho dù nó có úp ROM quốc tế này nữa thì không thể thay đổi số này được. Các bạn có thể bấm reset flash counter để khởi động máy và có chế độ reset. Mình phát sinh cũng sẽ thấy được nó là Y911 hay là Hàn Quốc. Và các bạn có, cho dù các bạn đưa về chế độ download mode đi nữa thì nó vẫn là Y911 theo ROM thôi, nên nhìn kiểm tra bằng cái phần này đây của mình đây thì chính xác hơn. Theo kinh nghiệm mình thì mình kiểm tra máy Hàn Quốc độ vỏ lên, up ROM lên, Y911 lên thì vẫn hiện M250S. Tế thì nghe được FM radio. Ở đây thì mình không có mang tai nghe theo nên không có test cho bạn coi được. Và các bạn tải phần mềm là GPS test để về ra ngoài trời test coi sóng định vị có tốt không, có lock chớp chớp coi lock lại không, và là bạn có hoạt động tốt không, chính xác không. Ngoài ra thì dùng phần mềm AnTuTu Benchmark để kiểm tra phần cứng máy. Vô phần info, system info đây, GPU Mali 400MP, đây là các đồ họa của Y911 quốc tế. Và nếu mà con dòng Y911G thì sẽ khác thông số này. Còn mình là chạy 200 đến 1400 là mình đã độ cái hạt nhân nó lên. Ở đây Hàn Quốc sẽ là 1.500.000.
Chevrolet Sinos 1228 Evo Mod Mali 400 về và nhìn kỹ nhé, chịu khó kiểm tra kỹ vào. Sẵn tiện mình hướng dẫn các bạn kiểm tra luôn cách máy, các bạn mở hết wifi 3G lên để kiểm tra coi máy có vào tốt không. Dùng tốt. Một số bạn cho rằng kiểm tra bằng cốt xe thăng 1234 thăng thì sẽ biết được đó là quốc tế hay là bạn Hàn Quốc, thì cái điều này không chính xác. Khi các bạn úp rôm lên, các thông số này đều thi theo rôm hết, nên đừng dùng thông số này để kết luận. Các bạn dùng vết cốt thần cho Samsung, các phần mềm rất là hay để test cho máy tóc rung. Đây, ở đây có red, green, blue để kiểm tra gam màu. Đó, các bạn kiểm tra kỹ lưỡng để coi có điểm chết hay không. Rung, vibration, rung, rung mạnh. Máy Hàn Quốc thì úp rôm Y91 lên rung yếu, nhưng mà đã có cách phích rung rồi, phích giúp nó rung mạnh hơn, mạnh bình thường trở lại. Nhưng mà khi phích rung rồi thì cái lúc khởi động cái phần Galaxy S thì có một thanh lốp bên chạy dưới đây. Ở đây là test cái cảm biến ở trên gần camera này. Ở đây là image test, các bạn test coi máy có lật được ngang được không. Đây là phần cảm biến ánh sáng level 2 khi mình lật, để mình thử chia ánh sáng lại nhé. Level 1 5 lắc, mình thử dùng cái điện thoại này để dùng 1208 để thử tăng độ sáng lên có cảm biến tốt không. 500 400, 509, 602, level 3. Mình dưới xe lại sẽ tăng lên 2000, level 4. Các bạn thấy sao? Cảm biến rất là tốt. Còn đi vụ đồ, các bạn tìm hiểu thêm. Ngoài ra còn có test camera trước. Chụp chúng ta kiểm tra luôn có flash không. Ở đêm này chế độ flash camera trước đây, khi camera sau thì camera trước. Ra ngoài ok là cảm ứng, cảm ứng menu, các bạn bấm vào nó sẽ thay đổi màu. Phần talk để kiểm tra coi cảm ứng tốt không. Các bạn tô hết cái vịnh ô này màu xanh như đây thì sẽ báo bác. Mình tô đại khái thôi, tô hết ba vịnh này sẽ báo bác. Ok rồi, xin cảm ơn các bạn.